đây, xoài đây. Chua. Xoài chua quá. Lâu mày nói tiếp mày. Chú gì lâu nó quá quá. À, chào các bạn, đã trở lại với kênh Chế Năm Vlog. Chào bạn. Bữa nay mình sẽ làm video tiếp theo là về làm mình sẽ làm cái món mâm trái cây khổng lồ nha các bạn. Rồi còn cái kia nữa. Ủa sao cái này nó dính gì đây? Trời ơi. Hít này vô, này vô. Trời ơi. Ăn gì mà hết? Hết luôn. Chào mọi người nha, mình mới đi học về khoảng cách đây 2 tháng. Chào mọi người. Ôi, sửa sửa lên đúng không? Hình như là cái này đáng lẽ là người ta làm ta có máy bào á, máy bào sinh tố á, nó nhuyễn hơn, mình không kêu đặt đá cho nó nhuyễn mà. Thôi mình làm vậy ăn cho nó lâu. Giờ ai không ăn đá nhuyễn nó mới ấy cho nó được. Rồi cái này, cái này khui 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 khui. Khui được không? Rồi chị ba nè. Cái này ai mà không ăn hết bị phạt nha. Rồi, chuẩn bị tâm lên. Tao bị tâm đó. Khùng lên. Được, cái đó lòng ngọt á luôn. Không ngọt đâu, ở dưới nó chi. Ở dưới nó chi. Rồi giờ sao đổ sao đây? Đổ vô cái đại đổ này nè. Trên xuống dưới. Thấy đã chưa? Hết tâm. Bây giờ ai không ăn hết bị phạt nha. Sao sao chua vậy? Con làm nghiệp tất cả để cho nó. Cái này miếng xoài nha, ăn thử nha. Ngọt. Nó chua. Quá chua. Sao chua vậy? Bà ăn nằm đây. Bao nhiêu mà chua thế vậy? Nhìn nè. Tôi thấy miếng xoài đây nè. Đây, xoài đây. Lâu mày nói tiếp mày. Chú gì lâu nó quá quá. Nó xỉu luôn rồi. Quá cười. Xoài nó lung 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 lung. Nó lung. Mày ăn mày ăn. Ừ, lung. Chua thiệt. Ngoại chua vậy à. Mà múc. À con nữa. Làm sao mà một đống người đó ăn hết cái mâm đó trời. Ăn hết đâu. Nói đâu? Các bạn ăn phụ mình nha các bạn. Quá trời nhiều luôn. Nhớ các bạn được. Đâu rồi? Các bạn xem video clip này á, các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông để ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Bây giờ ăn thì ngồi chán lắm. Bây giờ chú đố một cú đố. Là hãy trả lời vòng nha. Đứa nào mà trả lời không được á là bị bóp mũi một cái nha. Trả lời. Vô nha. Trả lời. Bây giờ á là hãy kể tên một con vật mà có hai chữ giống nhau. Ví dụ như thời giờ chú cho ví dụ đầu tiên là con ba ba là hai chữ đó giống nhau. Bây giờ sẽ xây tới con lùng nha. Lùn tới con gì? Đa đa. À chim đa đa đúng không? Rồi tới con Phong. Con hơi nè không biết hả? Bóp mũi gấu. Con tê tê hả? Con cần cần. Con gì đó? La la là con gì? Con gì nữa? Có 10 giây nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 không trường chuồng trường chuồng hay đây tới nè
Mẹ mama vậy đó con á, mà đi hút mũi ra, hút mũi. Để con nana gì nữa. Rồi đây gấu. Đây gấu. Con bẹp. Con bềm bẹp đâu đóng đâu. Bẹp đâu đúng hả? Bềm bẹp bềm với bẹp mà đâu đóng đâu. Con gì? Con gì vậy? Con không mà đi nhờ cái ống. Một, hai. Không biết. Không biết. Con gì? Đó, giờ tôi chú đố mà. Thua rồi. Le le. Le le rồi. Từ từ mà chưa đứng dây nữa. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mỗi đứa cái tao. Rồi tới lồng đi, tới lồng đi. Nó lồng. Ngu quá. Con vậy? Chắc tụi đuốt luôn. Ê con. Đừng nắm. Con gì? Con. Con cào cào. Con cào cào. Con cào cào. Con gì? Con Kiki. Kiki là con gì? Kiki. Con. Con. Con mèo mèo. Mèo mèo là con gì? Mèo. Con mèo là con mèo chứ nó kêu mèo mèo chứ không phải là con vật đâu. Nó kêu mèo mèo, con mèo kêu mèo mèo. Con cháu. Châu chấu không đúng. Giờ đâu có xác đâu, châu, chấu. Bây giờ là con trai. Con trai á, con trai mà cộng với con gấu ra làm gì? Trai gấu. Phải. Gấu giật. Phải. Con trai. Con trai cộng với con gấu. Nó ra con gì? Gấu. Trai trai con hả? Con trai. Thôi chưa? Con gấu. Là ra con trâu với con gấu, con gái. Con trai với con gấu là con trâu với con gái. Trai với con gấu là con gấu. Đội ngũ này chiến đấu không hết rồi, còn mâm chà bá quá trời nhiều à. Quá trời nhiều. Mất tâm rồi anh em à. Khổng lồ mà. Khổng lồ. Quết người ăn quá. Phải ăn hết. Không ai ăn hết. Ai thua cuộc thứ nhất là sẽ bị bún chai nha. Đúng cái nào ăn lấy nha. Giờ tới lần thử rồi. Nhắm mắt nha. Nhắm mắt lại kỹ lại. Rồi. Ê con chi đánh. Chụp vô, đọt vô. Mạnh lên. Mày chọt cái gì vậy Lung? Rồi. Rồi tới tôi ra. Đây thử và thử rồi. Giờ dính rồi, dính rồi. Hên, 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 hên. Miếng xoài. Táo. Nà, nà, tới nhà. Đây là đen với trời. Tên gấu này, tên gấu. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Chắp, nhả lên, chọn nó lên. Là tới na coi, na coi. Na nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Đúng rồi. Rồi, tự nhiên thấy chỗ này rồi. Lại. Xa lên, sau lên, sau lên. Rồi, chọt. Chọt anh lên. Dơ thay có. Chọt. Rồi. Rồi, chọt miếng đó đó, dúng đó đó. Rồi. Đây, chọt lại dính rồi đó. Rồi, miếng tát rồi. Vâng. Rồi cho lại là lùm mắt đi. Cái mắt. Trời ơi, ghê chưa. Bịt mắt lùm lại. Mũ. Đây lùm ai. Rồi ghim lại, rồi đã ghim đi, mạnh lên. Ngọt. Rồi, ngồi ăn xuống bước, ngồi ăn phước. Hai mới gọi rồi đó. Nè. Cho ông bà. Ông bà bóc đi. Con lấy hơi bị vậy mà đó. Ừ. Ấm mà là rồi dính rồi. Dính rồi. Nó về nè.
Trời ơi, nó chua. Qua trái, qua trái. Không phải. Qua trái. Không phải. Đi thẳng. Đi thẳng. Dính cái gì không? Đi thẳng. Rồi, dính. Chưa. Dính lại. Rồi. Tôi chỉ qua bên trái, táo không qua. Rồi, nhai coi, nhai coi. Từ. Bịt mắt rồi. Con gấu à. Bịt mắt. Lui về. Phải. Chọt, đúng rồi. Để lấy phước coi. Húp, tới rồi, chàng bơ. Thôi con luôn. Rồi chọt. Đây ta cầm tay cho chọt luôn. Đây ta cầm cho. Đúng rồi. Qua phải xíu. Qua trái. Rồi đâm vô. Ngu vậy. Đúng rồi, đâm vô. Vừa hổ. Tay bà. Phải dính thôi. Thế còn đang học toán. Chữ qua tiếng Anh. Văn. Ô bỏ không chọc lại con. Cho coi nha. Được chưa? Mình kết thúc video ở đây nha bạn. Một mâm trái cây khổng lồ, nói chung là mình nguyên cái team là đã cố gắng hết sức và chúng tôi thành bó tay. Thôi giờ mình tạm chào tạm biệt các bạn nha đây. Ủa lời nói cuối cùng là gì đây? Một like, một chia sẻ, một đăng ký nhấn chuông. Lớn lên. Một đăng ký nhấn chuông. Rồi, xin chào tạm biệt đây. Bye bye các bạn. Hẹn gặp video tiếp theo. Bye.